Xin chào các bạn, bữa nay vào buổi chiều cũng chúc các bạn được nhiều sức khỏe và niềm vui. Đây là một chiếc xe lan chạy trên kênh Chợ Gạo của em, xe lan nóng 2003 các bạn. Và đây là một chiếc ghe, những hàng khô trùm mũ rất là kính các bạn. Đây là một chiếc tàu chạy dầu chạy rất là lẹ của Kiên Giang các bạn. Lâu lâu em mới thấy một chiếc Kiên Giang cũng rất là hiếm ít qua kênh Chợ Gạo này các bạn. Đây có một chiếc kia chạy rất là lẹ các bạn. Đây mà có một chiếc xà lan chở thùng hàng container các bạn. Đang chạy vượt cầu Chợ Gạo rồi giờ về cầu Rạch Miễu các bạn. Xà lan này của Long An các bạn, rất là nhiều xà lan của Long An chạy ngang kênh Chợ Gạo của em đây, rất là nhiều. Đây cũng một chiếc xà lan chạy rất là lẹ các bạn. Thấy nước rất là đẹp luôn. Và đây có một chiếc xà lan chở những thùng hàng container các bạn. Xà lan này đang chạy kênh Chợ Gạo của em về Bến Tre các bạn. Có một chiếc xà lan đá các bạn, xà lan đá An Giang. Hôm nay vào buổi chiều trên kênh Chợ Gạo của em nước lớn các bạn. Xà lan đá này lấy đá rồi đang về Bến Tre các bạn.
Và đây một chiếc xà lan hầm các bạn, xà lan đóng hầm thiết rất là kính các bạn, của An Giang. Xà lan này còn mới các bạn, xà lan này mới đóng 2017, còn mới, nước màu sơn rất là mới luôn. Đây có một chiếc xà lan hầm của Tiền Giang các bạn. Xà lan hầm này lấy hàng rồi các bạn. Bên đạo em rất nhiều xà lan hầm này đi về hướng Bến Tre các bạn. Và mai bơm rất nhiều luôn. Nhấn cái hầm lên rất là mạnh các bạn. Có một chiếc xà lan chở hàng container đi ngang 3 thùng các bạn, chiều dài là 6 thùng hơi nhỏ các bạn. Xà lan này của Long An các bạn. Đây cái tàu chở dầu các bạn, của Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem hết video của em.